mấy người có phước ấy, nó sống cuộc đời nó đơn giản lắm, nó như Trần Minh khối chuối không, còn mấy thằng công tử bột nó không có thằng nào ra hồn gì hết trơn. Có mấy thằng mà xách cái vỏ đi học không mà coi như là đơn giản vậy đó mà nó hồi xưa đó kể vui, hồi xưa nó qua nó đi làm cho mình trả cho nó 1 năm 30 đồng. Bây giờ nó có tiền có bạc nó lại cầm tiền nó trả ngược lại cho mình trả lương lại cho con. Uống cho hết đi con, uống hết đi con, uống hết đi. Đúng rồi, bên gái nó mua mấy cái đồ này chứ đâu có ngon lành gì đâu. Thấy không, tại tâm lý nữ nó phải uống biết gì đâu á. Okay. Thua tè hôm qua. Không mà... Không, không phải nó không ngọt. Nhưng mà không nhận bị, nó pha nước, nó pha gì đâu. Không chứ một mình bảo mấy quán nhà bán cái gì cũng có lời. Dắt đại chanh vô là trà ủ đâu từ sáng tới giờ rồi bỏ cái dưa hấu đâu. Nhưng lấy dạ nông nông ngồi uống đi nông nông bạc lấy nghĩ vui. Học sinh mà mới học ra trường, mới học lớp 12 ra trường, cái viết cũng đem theo nữa, lên máy bay viết, cái viết cũng có, mấy bài học sinh rất kỳ. Có phước á thì tiền nó đẻ ra tiền, mà cầm tiền á á thì còn người không có phước á cầm tiền nó cũng thành giấy à. Cho bây giờ sẵn đây là thầy khuyên mốt về phải không, giờ thứ nhất á là bây giờ con giữ cái truyền thống người Việt Nam đó thì vẫn thấy có nhiều cái thầy cũng quan hỷ. Bây giờ có cái là thầy muốn là bây giờ ngủ sớm, tập dậy sớm một chút. Biết không, tại vì ngủ trễ dậy sớm á, về lớn tuổi cái não mình nó bị đằng đằng. Cái này ngủ sớm dậy sớm một chút. Thầy mấy nay mệt tôi thật ráng ngủ nướng chứ thật sự 3 giờ mấy 4 giờ thầy dậy. Cho nên nhà vậy mà cái não thầy không bao giờ mà đặng đặng nữa. Thứ hai nó ăn uống có đúng giờ, ăn lẹ lẹ ăn chút nữa. Ăn chậm á sau này khổ tâm lắm. Ăn nhanh nhanh chút, nhưng mà ăn nhanh quá thì khổ thân, ăn chậm quá thì khổ tâm. Cậu ăn chay không ngán ăn chay không nổi hả? Dạ. Ăn chay không nổi hả? Dạ ăn được hả? À, thẳng qua đây thay mấy cái món Việt Nam muốn đi ăn cho biết thì tôi nhớ quê hương hả? Dạ. Tại sao thầy không nói được gần, không có cho gần? Nhiều con phải thông cảm là gì á? Thầy là nam, con là nữ phải không? Ví dụ như đây thì có chú Nguyên Quang thì như vậy đó. Thì nó tối có chú Nguyên Quang thì như vậy thì không sao. Hoặc ví dụ như có mình con ở thầy thì cho nên thầy sao rồi ha hả, thầy làm thì không có kêu. Vì thầy tránh cái sự gần gũi á. Thấy không, chứ không phải là thầy không thương. Cái nữa là để cho con học nữa. Bên đại thừa thì nó dễ dãi một chút, chứ còn bên nam truyền á, bên nam tâm á là kêu bằng là mấy ông sư á là không bao giờ cười với người nữ. Bên nam truyền khó rồi. Thí dụ nói pháp cũng vậy, nên bây giờ thầy dạy gì thầy nói gì á thì cũng phải có một Phật tử nam hoặc thêm một người Phật tử nữa. Chứ cũng ví dụ như mấy nay thầy muốn nói chuyện với con mà thầy cũng không nói được. Mấy con mới hiểu là tại vì cái phần gọi là cái giới luật á, nó như vậy đó. Chứ không phải là thầy khó khăn hay gì không?
Thật ra sau này thí dụ như học xong thì cứ về đây, nhưng mà phải kiếm thêm người bạn, hoặc là phải có một người lớn tuổi nữ xe phòng ở đây thì tụi con nó thoải mái. Nếu có mẹ con thì cũng dễ rồi. Và nếu mà mẹ con không có thì thầy bởi vì cái Giang Sơn thầy trên lầu riêng là vậy. Cho nên tôi muốn nói với Quang là trên đó làm thêm cái cửa tôi là vậy đó. Nếu mà cái cửa ngoài đó chú Quang. Dạ. Ý tôi nói như vậy đó. Để cho nó có sự cách biệt. Đó thì Giang Sơn trả là của tôi vậy, tôi muốn làm thì tôi làm. Hồi xưa thì gái thì công dung ngôn hạnh, không bao giờ tụi con đó là học không mà. Thành ra bây giờ chắc chưa giờ biết may giá rồi không? Chưa hả? Đã thấy không? Giờ phải học. Mấy đó phải học, ít nhất cũng phải biết xỏ chỉ, đâu mới đúc áo. Đó là mẫu học xong đó, học xong ra trường rồi đã phải học mấy đó trở lại. Chồng người nữ phải, ít nhất cũng phải biết là mai cái phi áo đó nó lỡ ruột, hay là cái nút áo mình phải biết đơn, biết giá áo. Chứ không phải mình để ý mình đi học cao rồi mình học có tiền rồi mình cứ đồ đắt cái dục. Chứ ngày xưa giàu có, biết bao nhiêu người giàu có mà xài phí phạm rồi nó cũng hết. Cho nên đây phước sanh ư kiệm mà đức sanh ư khiêm. Phước mình nó có, nó sanh ra là nhờ cái tiết kiệm. Thì thầy biết con cũng hà tiện, nhưng mà chiều đi trả rồi trả tiền rồi mẹ kêu trả hay là tự phát tâm. Ước là sao? Chứ thầy thì thầy không quá lợi dụng nha. Thầy thí dụ như tụi con đi học, đi hành. Thầy đi chợ thí dụ thầy muốn ăn cái món gì ha, thầy nhắm thầy có khăn thầy mua thầy mới mua. Chứ không phải vậy mà tại vì kẹt là có con, không lẽ là về con gái đi gần là tự nhiên là thầy cũng ngại thầy dành đó tiền thì cũng kỳ đúng không? Tại khi đây trung tâm người Việt nó đông á, mà cái người Việt cái con mắt họ nhìn nó vô duyên lắm. Thì mà thấy ông thầy mà có cô gái mà đi gần cũng vậy, cho nên thầy không có làm gì được hết trơn, phải không? Không có dành ra tiền được, thấy con trả là thôi. Nó chứ thầy không ý mà đi chợ để cho có Phật tử qua thăm thầy Phật tử trả tiền đâu. Thầy không ý đó, thầy cái nào thí dụ như thầy nhắm thầy mua được, thầy mua mà không có mua nổi thì thầy có tiền là thầy nhịn. Thầy nói chú Quy Quang hoài cũng vậy đó. Nhắm tôi mượn mua cái gì là mua, tôi trả tiền, nào cúng ra cúng, nào mua ra mua. Mà không lấy, không nhắc thì quên, đừng nói là thầy lợi dụng có, thánh thầy. Thẳng lắm, thầy không có, thầy không mua. Không có chấp nhận nhịn ăn. Chứ không có chịu mà ông thầy đi chợ để cho Phật tử theo cái làm bộ mua này mua kia để cho Phật tử trả tiền, thứ đó là lợi dụng, phải không? Mà con biết đó, mấy cái người lợi dụng, mấy người không ra gì hết trơn, thầy nói thật. Và chúng ta công nhận được đó không? Đời mấy người mà lợi dụng những cái lặt vặt á, chứ không phải lợi dụng cái chuyện ấy. Là mấy người đó, ông nhìn kỹ cuộc đời họ không ra gì hết á. Nó không đáng, không? Ví dụ như lặt vặt. Nếu mình nói thẳng với thầy tu vậy đó, thấy Phật tử chở đi chợ hay là Phật tử đi chợ cái rồi bóc cái này, bóc kia, bóc nọ cho người ta trả đó. Thật sự nó không đáng. Mà nó mất cái coi như cái đạo đức con người nha. Cái đơn giản như nó, cho nên đó tôi muốn ghi cái câu á, làm người cho tròn mới làm Phật. Mà mẹ ghi dán tùm lum cái thiệt, làm người mà không tròn á, làm không có làm Phật nữa. Sau này mà tụi con á, mấy đứa nữ gần gũi á, là nếu mà thật sự học đạo á, vì đạo học đạo thầy mới dạy cái nhân cách sống của các cái nữ giới của thời Đức Phật á, rồi nhân cách sống của bồ
Bồ Tát đạo của nữ giới nữa. Nếu nói những cái đó nó hay lắm. Nhưng mà tụi con muốn như vậy thì phải làm sao mà ngay nơi cái cuộc sống mình là nữ phải mạnh mẽ. Mà mạnh mẽ ở đây không phải là ngang tàn, không phải là ngang bướng, mà mạnh mẽ cái tư tưởng của mình. Tại sanh ra kiếp người nữ là con thấy bị nghiệp rồi đúng không? Nó bị nào trước xã hội phong kiến ấy, thì nó phân biệt là trọng nam khinh nữ. Dầu cho xã hội tư bản chủ nghĩa vậy chứ coi gì chứ nó thật sự nói chứ họ cũng đâu cách nào để cho người nữ nó là tổng thống đâu. Tuy rằng nói vậy thôi chứ nếu mà nhiệm kỳ trước á mà bà Hillary mà là tổng thống thì nó đảo lộn nước Mỹ chứ không vừa. Thấy không, tới giờ chót rồi đó, tới giờ coi như cuối cùng là nghĩ là bà Hillary thắng rồi, thấy không, và cuối cùng vẫn đảo lộn ngược lại à. Vậy thì thật sự nói mình đẳng nó phải chuyện dễ dàng đâu, cho nên thì phải có những cái. Nhưng mà mai Đức Phật á, Đức Phật thương chúng sanh, thương Ngài không có chấp cái tướng, nhưng mà Ngài thương từng chút, cho nên Ngài dạy rõ lắm. Mà thật sự ra đó thì người nữ học được những cái cách như Đức Phật dạy á, thì nó vô cùng khó khăn, phải mạnh mẽ mới được. Người nữ phải biết công dung ngôn hạnh trước mắt nè. Thầy nói thầy bữa nào phải tập, học gần xong rồi trượt tập đi, thầy nói vậy đó, bắt đầu đi kiếm cái kim đi, cộng chỉ đi, ở không tập mai. Hồi xưa là người nữ là phải biết thiêu nghe. Thầy bà nội thầy đó, là bà nội thầy cũng là thuộc con của chủ điền hồi xưa đó. Nhưng mà phải đờn nè, gọi là cầm kỳ thi quả đó, bà biết đờn nè. Rồi có chữ cờ thì không thấy bà nhắc. Rồi biết làm thơ, dù là học chủng bao nhiêu rồi vẽ, nhất là nấu ăn. Rồi tập những cái nấu ăn. Thế này có học xong ra trường rồi bốc chỉ đi biết luộc trứng chứ luộc rau không cũng được, phải không? Mình giữ truyền thống người Á Đông. Nếu sao là về hôm nay thầy chỉ à, thầy nói trước à, thầy muốn các đệ tử, các quyến thuộc của thầy là phải rõ ràng vậy đó. Chấp nhận mình lam lũ, chấp nhận giữ cái truyền thống Á Đông để mà sống. Mình đừng nói đông á, có những cái phải bỏ, ví dụ như tam tùng, tại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử, thầy chấp nhận bỏ đó. Nó là thuộc phong kiến, nhưng mà có cái phải lấy, đó là công dung ngôn hạnh. Mình muốn nói chuyện thầy hay nói chuyện người lớn, không được bỏ tà áo vô quần. Mà một chuyện, nghe không? Nhưng mà nhớ những cái thầy nhắc thì nhớ, không có phải thầy rầy đâu nha. Nhưng mà mình giữ được thói đông, mình nói chuyện với thầy, không có để ta hao qua cái người lớn hơn. Không có đứng ngã tới ngã lui. Không có, nhưng mà thầy nhắc vậy thôi. Nói chuyện thì không có cười trước nói sau. Đi thì bước vào trái trước, dừng vào phải sau. Những cái đó tập làm trượng phu, những cái lặt vặt vậy đó. Điều không về nay là thầy phải chỉ ít nhất phải biết nấu ăn, ít nhất luôn phải 7 món hoặc 9 món. Để lớn lên sau này có gia đình rồi đó. Nói chứ quan trọng lắm, dầu nếu sau này con có chồng Mỹ hay là chồng Việt hay là chồng gì cũng biết. Không biết, nhưng mà mình biết nấu ăn nên rất là nể phục mình. Ra đồng phải chỗ đó đó. Nói ví dụ những cái món ăn, món ăn của người Bắc, của người Trung, của người Nam. Thí dụ bây giờ con ăn ba miền, con thích cái món gì, con tập phải biết cái món đó. Thí dụ mình giờ con thích ăn cơm tấm, thì mà mốt qua đây là thầy chỉ cho. Nhưng mà chỉ cái đồ chay thôi, nhưng mà đồ mặn thì không có khó. Đồ chay làm được là đồ mặn rất là dễ. Đó, thí dụ là cơm tấm là cái của người miền Nam. Thế bì thì gọi là cơm tấm bì chả đó. Cái đó là thầy chỉ được đó, mong học xong ở trường qua đây là thầy huấn luyện cho một khóa coi như là nấu ăn.
Ví dụ giờ con ra miền Trung, hãy ra tới Đà Nẵng thì phải biết món mì Quảng hay là món tới Huế thì phải bún Huế, Bình Định thì bún riêu, ví dụ vậy. Những cái món mình thích cái món nào trong miền Trung thì phải học một cái món đó để mình đi có người miền Trung mình phục vụ cho người miền Trung. Rồi ra miền Bắc thích cái món gì thì mình để ý, bây giờ trên mạng nó có hết trơn rồi, tập làm. Rồi bánh, ví dụ giờ không cần làm nhiều, phải ít nhất biết làm một hai loại bánh. Nhưng bây giờ con ở Mỹ, con cứ học làm nghề bánh Mỹ đi. Bánh Mỹ để mơ có về thăm lại quê hương Việt Nam, rồi bà con, rồi cái thăm nội, thăm ngoại, rồi cô chú bác, cô gì, cái mình làm, mình đãi. Không sao hết. Mình làm, mình ở Mỹ làm bánh Mỹ. Nhưng mà có cái những cái món của Mỹ mà đem về Việt Nam thì tao không được. Thì bị Mỹ thì đang bơ chi nhiều. Ở Việt Nam với sữa Việt Nam thì nhiều người không ăn, cho nên không cần học cái thức ăn. Thức ăn người Việt Nam mình ở Đông mình nó quá phong phú, nó quá dồi dào rồi. Còn người Mỹ coi cái thức ăn nó không có bằng người ở Đông mình. Nên mà cái làm bánh của nó đó, bánh của Mỹ đã thấy nó có những cái nó mới lạ hơn. Thì những cái thời phiên nghĩa nếu mà giờ tụi con mới lớn lên, tụi con làm được những cái điều đó đó, sau này nó thành công lớn lắm. Bởi vì người nữ là gọi là thiên chức mà, là trời giao cho cái trách nhiệm. Rồi phải có gia đình, rồi phải có con, rồi dạy dỗ con cái. Thành ra thì đó, thì cha mẹ nó gửi gắm mấy đứa cho thầy, thì thầy khuyên thầy có buồn không? Thì vậy đó, những cái thầy nói nhớ dù mình học theo những cái phong cách Mỹ, dù học bất cứ cái trường đời, trường gì cũng đại học, tiến sĩ gì biết, nhưng mà nhớ truyền thống dân tộc, truyền thống quê hương, truyền thống ở Đông mình vẫn gìn giữ. Uống nước nhớ nguồn, đó là cái câu của tổ tiên xưa nay. Dù đi đâu về đâu cũng phải giữ cái truyền thống của ông bà tổ tiên hết. Nên thầy đâu thầy cũng phải có thờ phượng, chứ thật sự thầy giảng đạo thầy biết rồi, chết là đâu còn cái kiểu mà có cái hồn nào mà chui vô cái hình đâu. Nhưng mà tại sao thầy cũng phải nhớ ông bà tổ tiên, đó là tại cái truyền thống. Nếu không có chim thì nó có tổ, người thì có tông. Nó thành nó xong thì nó có cội nguồn. Mà bây giờ mình không có cái đó thì mình giống như người Mỹ, cha mẹ chết nó vui. Tôi hỏi cái thằng ông sát bên nhà, bên thác cái bệnh đó chú qua. Hồi cha nó chết mình đâu biết, nó đang mặc đẹp quá trời. Nó đang mặc thiệt là tươi tốt, và tự đâu mình thấy nó một chút mừng. Ai ngờ hỏi chú bữa nay mày đi ra đóng gì dịch đó đó đấy. Bữa nay lòng lễ tơ, lòng lễ cha, quả thiêu cha tao trời ơi, mình vô chứ mình thấy nó đang mặc đẹp. Mình ra mình chúc mừng nó nữa. Mà sao ngồi người Mỹ cha mẹ nó chết không có buồn ha. Nó vô tư, nó hồn nhiên. Nó giống như là cha mẹ chết lại nó hát ca, nó làm giống như xong trách nhiệm á. Thì nó đa số vậy đó. Nói chứ vì thương con, nên cha mẹ mới đành để cho mấy đứa đi sức dương du học. Chứ con nghĩ trời ơi, ruột cắt ruột sao đành. Hồi đó thầy đi tu, mẹ thầy khóc hết trước mắt. Hồi đó thầy trốn nhà, cha thầy thì tâm sầu bạch phát. Bà thầy thì khỏi nói. Nói chứ thương con chứ. Mà nghĩ giờ ba đứa con gái, đứa bên Anh, hai đứa bên Mỹ, cũng đứa nào gần đứa nào. Thầy tâm sầu bạch phát chứ, tưởng nghe nó chứ. Tụi con thấy tụi con cười vui chứ nghĩ cha mẹ gì cái tương lai của tụi con. Cắn răng mà cho các con đi học. Thầy nè, thử hỏi đệ tử thầy thôi. Mà nói chứ xa khi cũng còn, mình thấy thà mình không nói đệ tử mình thôi.
mình còn thấy buồn, đừng nói chi con mình cắt ruột để đau. Ủa vậy là cái tháng này có 31 tay không? Dạ như có. Vậy là hai tay không có về hả? Vậy mấy giờ? 5:30 là bốn, 3:30 chứ 3:30 4:00 chú ăn chưa? Dạ không, nếu mà đi sớm được thì đi sớm luôn. Đi sớm gì? Đi 3:00 mới chạy. Đi sớm là đi sao? Em đi lên sân bay thôi. Bây giờ này đi á hả? Đi sớm một là chơi giờ này nè, giờ này đưa con đi rồi còn ở trà thì ta về ta ngủ nghe, hai là trời gần tới giờ đi chứ đâu đi nửa vậy. Tại vì đi xa mà đâu có 40 phút nữa, đi buổi tối có xe không? Dạ